là mấy con đò nhỏ này là đưa em về sớm nhỏ nè. Con đò nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Đó. Đò lớn thì đưa em về sớm lớn. Đò lớn đã ở đây nè cả nhà ơi. 20.000, 10.000 rồi vậy đi, đặng cho công chở. Dạ. Dạ. Chứ anh cũng biết là gạo nó đang lên á. Rồi. Em lấy 13.000 một ký luôn, từ xưa tới giờ luôn, nhưng mà gạo rất là ngon sơ mơ nha. Gạo sơ mơ em không có đưa gạo. Là chị chuyên bán thiếu gạo cho cho vợ chồng em Tiên để nuôi chó mèo đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ thì hôm nay em thay mặt Mạnh Thường Quân xuống tặng cho các bé chó ở trạm của em Tiên là 700 kg gạo. Bây giờ thì bè trong đó thì khẩm quá không? Chở từ từ đúng không? Chở từ từ về. Bây giờ chủ nhân đến đây thanh toán tiền gạo rồi hết đến đâu thì chồng của em Tiên điện là người ta chở vô từ từ vậy cả nhà mình ha. Tại mình cô ba nuôi chó trên bè đó cả nhà ha. 700 kg gạo là bao nhiêu tiền hả chị? Dạ 700 kg gạo là 14 bao 650. Em cho 14 bao bằng 9.1 anh. 9.1 rồi 700 kg gạo bằng 9.1. Thì 700 kg gạo này của Mạnh Thường Quân mình như sau, thì chút xíu nữa siêu nhân về quay các bé rồi siêu nhân sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân mình ra luôn ha. Bây giờ siêu nhân thanh toán tiền gạo trước để cho cái như là mà hết gạo rồi là em Tiên cứ gọi điện là chờ chị chở vô. Dạ đúng. Dạ, chứ trong đó thì bè không có chứa nhiều được dạ, ha. Dạ. 9.1 hả chị? Dạ đúng rồi. À, em chuyển khoản được không chị? Không có tài khoản à? Dạ. À. 79.1 không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1. 9.1 hả chị ha. Rồi 700 kg đủ ha. Rồi mình thanh toán 700 kg kia hết rồi cứ alo ha. Rồi bây giờ mình về mình quay các bé lên. Mời cả nhà mình đồng hành cùng siêu nhân nha. Chuột xạ kêu là sáng ngày có tiền vô à, có 9.1 liền. Dạ, 9.1. À, chuột xạ kêu có 9.1 liền, nhưng mà con chuột xạ kêu là có 9.1, mà con chuột cống kêu là mất 700 kg gạo. Dạ. Chứ đâu đâu ra 79.1, phải có 700 kg gạo đi ra. Đúng rồi. À, đây là ông xã của em Tiên nè cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình hồi nãy nói đâu là cái người bán cá không phải vợ của không phải em Tiên, cũng như là thì đúng rồi không phải cái đó người, em đúng không? À rồi, nhưng mà cá đó là vẫn là cho mình gửi cái này. Cá đó là vẫn là của mình mà nuôi hai nơi. À rồi. Rồi bây giờ thì em dắt cho anh vô quay các bé cho cả nhà thấy một cái, rồi bắt đầu anh sẽ nói tên Mạnh Thường Quân mình hỗ trợ gạo. Rồi các bé nó đón từ ngoài đón vô cả nhà mình. Và đây nhìn cái ngó khác rồi nó trong đó kìa. À, bè đang khẩm, đâm ra là siêu nhân ra thanh toán tiền gạo rồi để hết tới đâu chở tới đó nha cả nhà mình nha. À, chồng của em Tiên nói bè khẩm lắm. Trời gạch miễu quá cả nhà mình. Vợ chồng em Tiên nói là không có con ve nào hết. Đi, đi con, đi.
ăn cá không á, tốn tiền lắm. Như cá như sáng bán cho mình 20.000, sáng nay là chồng cái tiên nói là lỗ ở nhà mình, lỗ tiền cá bán. Nếu mà bán đúng giá, bán đúng giá là 35.000 thì có lời, còn bán 20.000 để cho mình phóng sanh thì lỗ. Nhưng mà chồng cái tiên rất là muốn làm cái việc này, lỗ thì lỗ nhưng mà rất là muốn là phóng sanh. Hay là thích ăn cá không á? Sao có quen không Mừng hả? Có quen không? Sông nước cả nhà thấy không? Mát mẻ. Trời ơi kêu quá hả? Trời ơi kêu quá hả? Kêu quá trời ơi. Xuống mấy lần rồi quen không? Hả? Dựa luôn hả? Dựa luôn hả? À, trên 100 mấy chó, mấy chó nha cả nhà mình ha. Tại tụi nó đang ở rải rác á, xin nhân tay dùng nha. Còn những đứa cá tính thì nhốt, những đứa cá tính nó khó chịu á thì mấy đứa giữ. Còn con đứa nó nằm ở dưới này cả nhà mình. Qua đây có cá chết này, chết làm khô bánh rồi. Trốn. Nghỉ mát á. Ở dưới này có, mình học đi không quen, nó lắc lắm nha cả nhà mình. Đi nó lắc qua lắc lại tại thùng phi mà. Mình nuôi làm cái phi nó nổi á, đi nó hơi lắc. Cá bên đây thì khác bên kia nha. Bên đây là cá loại đắt tiền. Trên 100 bé chó, trên 100 mà mấy nhớ không? Không nhớ không? Không nhớ điểm. Nhưng mà đâu nhớ mấy à? Bên trên. Tên dưới. Ở trong nhà còn mười mấy bé. Những bao đó là thức ăn cá phải không? Thức ăn cá. Đặc biệt nuôi tôi nói trên bè là không có đứa nào không có bị ve. Không có ve nào luôn. Tại vì sông nước rồi nó không có sạch lắm. Em tiên bữa nay đâu rồi? Đi làm nhãn à? Làm đâu? Làm nhãn mướn nha ta. Đi làm nhãn mướn hả? Dạ. Trời ơi. Nè, làm nhãn mướn hả? Thành ra là không có đường cứu rồi. Sáng canh cá là cái người đó là người em. Đây tới mùa nhãn đi làm. Cả nhà mình sợ là hô lên bây giờ là mình muốn ủng hộ cho vợ chồng mà em á, có thu nhập để nuôi nó luôn á. Bởi đêm ra thấy cái người căn cá khác, tưởng đâu là khác, nhưng mà sự nhân không phải chung một chủ. Ồ nó lội kìa cả nhà mình, lội nè đó, rồi lên rồi đó, rồi đó Đức Vũ Long á, rồi lên siêu chưa, tài chưa, muốn tắm là ùm xuống thôi. Đứng à, đó là ranh giới á, chia phe đó, đứng rồi xếp hàng rồi. Trời ơi sao là lông lá con dê vậy? Trời ơi, con râu đi mặt mày bờm sòm lông lá coi giống như người rừng á. Trời ơi. Chiên muốn nằm ở dưới lụ bình á. Là cái mấy cái là rong đúng không? Rong nó dính đúng không? Đúng. Rong nó dính. Nó chiên muốn nằm lụ bình á, mát nó nằm dưới. Mát. Mày không dám qua đây tại ranh giới bên đây khác. Mà ranh giới khác hơn. Tới đó thôi, không qua luôn. Bé là cả nhà nằm rải rác nha. Trạm của em Tiên thì lâu lâu sư nhân mới xuống một lần, thì cả nhà mình nhớ. Ủa anh xuống đây một lần nay bao lâu rồi ta? Ba bốn tháng gì cả năm đúng không? Đầu năm. Lâu lắm mới xuống một lần nha cả nhà mình ha. Thì một lần đi một lần khó, thì cả nhà mình với lại em Tiên thì sư nhân cũng có nói, thì hai vợ chồng rất là hiền, ăn chay trường và hầu như có pháp danh đi tu. Lâm ra là không có kêu gọi Mạnh Thường Quân mình gì hết. Nói chung là không có trang cá nhân hoặc là không có Facebook, không có gì hết. Thì lâu mới làm nhịp cầu một lần để giúp cho vợ chồng em Tiên có gạo và để phụ vợ chồng em Tiên nuôi các bé ha các nhà mình ha. Đây là cuộc sống của các bé ở trên bè ha. Trên dưới 100 bé chó, hơn 100 á. Hơn 100 bé.
nằm rải rác nhiều bè nha, nhiều nơi nhiều bè, và tụi nó tự động chia ranh giới, thành nó không có xâm nhập. Đứa nhà nào của đứa nào đứa đó ở à, trốn đồ tụi lui và nhiều hết nha. Nhưng mà cái được cái là ở đây cái nhà mình thấy rất là mát mẻ cho các bé nha. Cả nhà mình xem còn cảnh trạm của em Tiên nuôi các bé tình bè ha. Siêu Nhân đã thường nói với cả nhà mình đó. Thì hôm nay Siêu Nhân đến với trạm của em Tiên cũng được mạnh thường quân mình chung tay hỗ trợ 700 kg gạo. Để Siêu Nhân xin phép đọc tên các mạnh thường quân mình ra ha, hỗ trợ gạo cho trạm của em Tiên nha. Để chờ Siêu Nhân xíu. Đi được rồi, được rồi, chủ con đi, quen mà. Đây là em Đức, chồng của em Tiên nè cả nhà mình ha. Thì hồi sáng thì mình phóng sanh một bè cá của trê của em Đức nuôi cạnh cái bên thôi. Tại vì mình phân biệt ra ở đây là cá loại đắt tiền, bên kia là cá loại rẻ tiền, bên đây kia là cá trê. Thì cũng là của em Đức cả nhà mình ha. Em Tiên thì bận đi làm nhãn rồi, đâm ra là cái người coi cân là phụ với lại em Đức. Thì lúc sáng thì cũng được em Ngọc nói là cho mỗi một người 200 ngàn, coi như là mấy em là phụ vớt cá đó, trong đó có em Đức luôn. Thì em Ngọc cũng gửi cho em là 200 ngàn, cái nào ra cái đó, bán thì bán ha, bán thì bán, còn cái này là tiền em Ngọc cho ha. Còn em trạm của mình thì hôm nay được Mạnh Thường Quân hỗ trợ gạo là như thế này. Đầu tiên hết là Mạnh Thường Quân xin dấu tên ở Pháp hỗ trợ cho mình là 200 kg gạo. Mạnh Thường Quân xin dấu tên ở Pháp ha, hỗ trợ 200 kg gạo. Rồi em Ngọc là các em thả cá cho mình hồi sáng đó ở Mỹ là hỗ trợ cho mình là 200 kg gạo. Rồi em Thanh ở Đài Loan hỗ trợ cho mình là 200 kg gạo. Rồi em Thị Thu Hồng Phan ở Âu Bắc hỗ trợ cho mình 100 kg gạo. Tổng cộng là 700 kg gạo mình đã đưa tiền đủ tiền ha. Rồi hết gạo thì mình cứ kêu người ta chở vô cho các bé ăn thôi. Rồi em có đôi lời gì muốn thay mặt cứ như em Tiên không có nhà, mà có đôi lời gì muốn gửi đến Mạnh Thường Quân không? Dạ, cũng mặt trại của cú chó mình cảm ơn Mạnh Thường Quân đã quan tâm đỡ nuôi cho gạo cho các bé trong thời gian sắp tới. Thì cũng mong được Mạnh Thường Quân rất nhiều. À, rồi. Thì anh cũng là thay mặt các Mạnh Thường Quân cũng như là quý khán giả hội yêu thương chó mèo xin chúc vợ chồng em luôn luôn được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, nói chung là có kiếm thu nhập để mà ở một vùng nơi sâu xa vắng kiểu này không có Mạnh Thường Quân biết đến nhiều, không có người chung tay góp sức nhiều, mà vợ chồng em vẫn cu mang các bé nhìn rất là tốt. Anh nghe nói trả nợ tiền gạo một lần lên 80 triệu là thân khủng hoảng rồi đó. Thì nói chung là chúc em làm ăn luôn gặp nhiều sự may mắn ha, để có tiền mà chăm lo cho các bé thay thế Mạnh Thường Quân nha. Rồi, cảm ơn em nhiều. Siêu Nhân cũng vậy nha cả nhà ha. Siêu Nhân xin đại diện cho các trạm yêu thương chó mèo một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân mình rất là nhiều ha. Siêu Nhân xin nói nhắc lại với Mạnh Thường Quân mình hỗ trợ gạo hôm nay ha. Đầu tiên hết là Mạnh Thường Quân xin dấu tên ở Pháp hỗ trợ là 200 kg gạo. Tới nữa thì em Ngọc ở Mỹ hỗ trợ là 200 kg gạo. Tới nữa là Mạnh Thường Quân em Thanh ở Đài Loan hỗ trợ là 200 kg gạo. Tới nữa thì em Mạnh Thường Quân Thị Thu Hồng Phan ở Âu Bắc hỗ trợ 100 kg gạo. Tổng cộng là 700 kg gạo nha cả nhà mình. Siêu Nhân xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân mình rất là nhiều ha. Xin cầu chúc cho quý Mạnh Thường Quân mình trong nước cũng như ngoài nước luôn luôn nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài nha cả nhà nha. Gặp phải nói là dạng sự may mắn nha cả nhà mình. Rồi bây giờ Siêu Nhân xin khép clip lại. Siêu Nhân đi qua bên chị Loan ở Cụ Lao Bến Tre đây cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Sông nước miền Tây đón chào Siêu Nhân. bây giờ Siêu Nhân đang có mặt ở bến đò chuẩn bị chị Loan sẽ qua rước Siêu Nhân, đưa Siêu Nhân về trạm thăm các bé hai cái nhà mình ha. Siêu Nhân mời cả nhà mình cùng theo Siêu Nhân về nhà chị Loan thăm các bé ở trạm chị Loan nha. Siêu Nhân quay camera lại quay cảnh đò ở cảnh miền Tây sông nước cho cả nhà mình xem nha.
cả nhà mình cùng theo dõi clip nha. Đây là đường Trương Bến Đò nè cả nhà mình. Đường Trương Bến Đò nè, mấy con đò nhỏ này là đưa em về sớm nhỏ nè. Con đò nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Đò lớn thì đưa em về sớm lớn. Đò lớn đã đây nè cả nhà ơi. Đò lớn nè. Đò lớn thì đưa em về sớm lớn. À, cả nhà mình nhìn thấy xa xa lên đây là cầu Rạch Miễu. Bên đây là cái cù lao. Cù lao thì có cây nhân sinh ăn được, nghe nói là một bên lở bên bồi, mé bên đây là bên bồi nè cả nhà mình. Đây là mấy chiếc tàu đầu kéo. Mấy chiếc tàu đầu kéo đã cập bến. Đây, đò lớn đưa em về sớm lớn đang chạy nè. Nhưng mà chạy có một mình nè, có một mình chiếc đò với đại tài công thôi, không có khách. À, khách du lịch hôm nay Xu Nhân thấy cũng khá đông. À, khách nước ngoài không cả nhà mình, đang trong quán này nè, nhiều lắm, cũng cỡ 30-40 người khách nước ngoài. Còn ở đây thì Xu Nhân thấy khách du lịch cũng đang lên trên đò nè. Đó là đò lớn đưa em về sớm lớn á, còn đò nhỏ thì mất tiêu hết rồi. Mát lắm nha cả nhà mình, mặc dù trời nắng nhưng mà vẫn mát, sông nước mà. Rồi, xin nhân mời cả nhà mình chuẩn bị qua thăm các bé ở trạm Chi Lon Cù Lao Bến Tre cho cả nhà mình xem nha. Mỗi một cảnh Siêu Nhân quay lại một khúc để làm kỷ niệm. Cảnh sông nước miền Tây đó, nhà thấy không? Siêu Nhân khoái những cái cảnh về cả nhà mình. Đi xuồng đi ghe là không có bụi, không có đèn đỏ, không có đèn xanh đèn đỏ gì, không có bụi không có gì hết. Quay mỗi khúc mỗi cảnh đẹp ghép lại thành một bộ phim chuyến đi miền Tây cho cả nhà mình xem ha. Rồi bây giờ thì Siêu Nhân quay ngược ra bến đò Siêu Nhân về cả nhà ơi. Đầu tiên đó thì Siêu Nhân tính vô trạm Chi Lon Siêu Nhân ghi hình chứ không có like. Tuy nhiên thì nghe Chi Lon nói là bơi xuồng chèo đò không có khách và Chi Lon không có tiền mua gạo cho các bé. Siêu Nhân mới bật máy lên like giúp cho Chi Lon được miếng gạo. Còn bây giờ thì Siêu Nhân quay ra Siêu Nhân về cả nhà mình ha. Mời cả nhà mình đồng hành cùng với Siêu Nhân trên chuyến đi miền Tây nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bến mình nè cả nhà mình. Đó, tắt máy thôi rồi. Rồi lên bến cả nhà ơi, tắt máy cả nhà ơi.